món ăn hàng ngàn năm tuổi vẫn còn ăn được. Gần đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được một số thực phẩm có niên đại hàng ngàn năm tuổi. Nhưng điều đáng kinh ngạc là có những món ăn dù đã hàng ngàn năm tuổi rồi, nhưng chúng vẫn còn ăn được cơ. Hơn nữa, một số loại đồ ăn không khác mấy so với những thứ mà chúng ta đang dùng hôm nay. Vậy thì đó là gì? Hãy cùng khám phá ngay các bạn nhé! Bỏng ngô hơn 6.700 năm. Bạn đã đi xem phim và ăn bỏng ngô bao giờ chưa nhỉ? Ngày nay, đối với những người đam mê điện ảnh, việc mua bỏng ngô vào rạp chiếu phim chẳng có gì lạ. Thế nhưng có một điều thú vị là từ thời cổ đại, người ta đã biết chế biến ra món ăn này rồi các bạn ạ. Theo đó thì các nhà khảo cổ học Peru đã tìm thấy ít sơ lõi ngô cổ xưa ở hai di chỉ khảo cổ học. Sau đó họ đã phân tích và nhận thấy rằng có lẽ chúng đã tồn tại từ 6.700 năm trước. Và kết quả bất ngờ là bằng chứng thu được cho thấy người cổ đại ở đây đã chế biến rất nhiều món ăn với ngô và trong đó có cả món bỏng ngô như hiện nay. Và xoay quanh bỏng ngô đã có rất nhiều truyền thuyết, những câu chuyện kể về món ăn vặt này. Theo một truyền thuyết kể lại rằng, vào một mùa hè nọ, trời quá nóng, thời tiết nóng đến nỗi, những hạt ngô ở trên cánh đồng ngô bắt đầu nổ bung ra và bay ra khỏi bắp của chúng. Lũ bò và lợn tưởng rằng đó là cơn bão tuyết lớn và chúng bắt đầu bỏ chạy khỏi các trang trại. Thực ra, đó chỉ là những hạt ngô được nổ bung ra mà bây giờ chúng mình vẫn thường gọi là bỏng ngô. Trong những câu chuyện cổ tích của những người da đỏ ở Mỹ, truyền thuyết của bỏng ngô được nhắc tới như một câu chuyện vô cùng linh thiêng. Họ cho rằng khi hạt bỏng ngô nổ bung cũng là lúc các linh hồn được siêu thoát vào không trung. Đó là những câu chuyện được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Và cho đến ngày nay, những đứa trẻ, thậm chí cả người lớn vẫn tin vào những câu chuyện đó. Và tiếp theo sẽ là một món ăn được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Tuy nhiên, thì nhìn vào tuổi đời của nó thì chưa chắc bạn đã dám thử đâu nha. Mẩu sô-cô-la 120 năm tuổi. Các nhân viên tại Thư viện Quốc gia Australia đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện hộp sô-cô-la 120 năm tuổi. Sự phát hiện tình cờ độc đáo xảy ra khi đang kiểm tra lại loạt giấy tờ mới mua được. Hộp sô-cô-la nằm giấu bên trong bộ sưu tập cá nhân của nhà thơ Australia nổi tiếng Andrew Barton Banjo Patterson. Những viên sô-cô-la này vẫn còn trong bao bì bằng rơm và gói giấy bạc. Được biết, đó là những hộp sô-cô-la do nữ hoàng Victoria gửi đến những người lính ở Nam Phi tham gia chiến tranh Boer vào khoảng năm 1900 như một món quà. Trên vỏ hộp có chữ Nam Phi 1990 cùng lời chúc mừng năm mới từ Victoria RI. Những hộp sô-cô-la này được đặt hàng bởi cung điện Buckingham nhưng được thanh toán bằng tiền túi của nữ hoàng. Nhưng có lẽ nhà thơ Patterson đã mua sô-cô-la từ một trong những người lính khi đang làm phóng viên chiến trường. Mặc dù Patterson chưa bao giờ đề cập đến những viên sô-cô-la trong những bài viết của mình, nhưng hộp sô-cô-la kỷ niệm đã trở thành mặt hàng buôn bán. Đáng chú ý là sau gần 120 năm, những thanh sô-cô-la vẫn còn tương đối nguyên vẹn, chỉ bị phân hủy nhẹ. Được biết thì Patterson làm phóng viên chiến trường ở Nam Phi trong gần một năm, bắt đầu từ tháng 10 năm 1899 của tờ Sydney Morning Herald và The Age trước khi trở về Australia. Các bộ sưu tập của ông đã được gia đình giữ lại, truyền từ đời này qua đời khác sau khi ông qua đời vào năm 1941. Và đến năm 2019, gia đình đã hiến tặng các bộ sưu tập của ông vào thư viện và các nhân viên thư viện đã tìm ra hộp sô-cô-la trong đó. Còn bạn thì sao? Bạn là người mua hay là người được tặng sô-cô-la? Hãy comment chia sẻ ngay xuống phía dưới các bạn nhé! Bánh mì nướng 14.000 năm. Tháng 7 năm 2018, tại một bếp lò bằng đá tại tòa nhà kiên cố ở khu vực Chubaiqua, thuộc phế tích thị trấn Jawa, Vương quốc Jordan, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một mẩu bánh mì nướng có niên đại xưa nhất trái đất. Theo đó, chiếc bánh mì dẹt có tuổi đời lên tới 14.000 năm. Sau khi nghiên cứu và phân tích, các nhà khảo cổ đã cho biết thành phần của nó bao gồm ngũ cốc hoang dã, tương tự như lúa mạch và yến mạch. Các loại ngũ cốc này đã được cư dân Jawa cổ xưa dùng một hòn đá để nghiền chúng thành bột mịn trên một bàn nghiền bằng đá, rồi nhào bột với nước để nặn thành bánh và nướng bánh mì trong tro nóng của lò sưởi đá hoặc trên phiến đá phẳng được đốt nóng. Vậy thì bạn có thắc mắc rằng nguồn gốc của bánh mì là từ đâu? Ai là người phát minh ra hay không? Chính là người Ai Cập cổ đại đấy các bạn ạ. Điều thú vị là chúng được phát minh khi một người đang ngủ cơ. Câu chuyện là năm 2600 trước công nguyên, một nô lệ Ai Cập đã dùng nước và bột mì để làm bánh. Trong quá trình làm, do quá mệt mỏi nên anh này mới ngủ nhẹ một chút thì mở mắt ra đã thấy bình minh rồi. Khi tỉnh dậy, người nô lệ phát hiện chiếc bánh to lên gấp đôi và đặc biệt là những chiếc bánh này có hương vị thơm ngon và mềm hơn. Cứ tưởng rằng anh chàng ngủ quên sẽ làm hỏng bánh và bị ý trách phạt, nhưng ai dè đâu, trong cái rủi lại có cái may.
ngủ lại còn tạo ra được một công thức làm bánh để đời cho đến tận ngày nay. Và từ đó họ đã tìm ra cách làm nở bột mì bằng cách dùng men. Bột mì sau khi làm nở và nặn thành hình đã có thể mang nướng, tuy nhiên không thể nướng trực tiếp trên ngọn lửa. Chai rượu whisky lâu đời nhất. Thông thường như chúng ta đã biết thì những chai rượu quý thường được ngâm trong vài ba năm. Thế nhưng một chai rượu có niên đại hàng trăm năm mà trông rất chi là nguyên vẹn thì bạn có tin nổi hay không? Được biết thì ông Rex Wainwright, trong khi đang dọn dẹp đồ đạc tại nơi ở của người chú quá cố tại thành phố Newberry, bang South Carolina, Mỹ, thì tình cờ bắt gặp một chai rượu whisky trông rất cũ kỹ nhưng còn nguyên vẹn. Và đằng sau chai rượu whisky cũ mà ông Wainwright tìm được là một lịch sử lâu đời và phong phú, khiến nhiều người phải trầm trồ thán phục. Để tìm hiểu rõ hơn, Wainwright đã tìm đến Joy Hyman, chuyên gia về rượu mạnh của nhà đấu giá Skinner. Bằng một số kỹ thuật đặc biệt, chuyên gia đã phát hiện ra chai rượu whisky được sản xuất từ năm 1763 đến 1803. Tức là chai rượu này cũng khoảng 250 tuổi và đồng nghĩa với đây là chai rượu whisky lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới. Chai rượu lâu đời này thậm chí còn được đấu giá với mức giá lên đến 137.500 đô la Mỹ, tương đương 3,16 tỷ đồng. Bên mua là thư viện và bảo tàng Morgan ở Manhattan. Và sau cuộc đấu giá với số tiền kỷ lục thì chai whisky lâu đời nhất thế giới sẽ được mang trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng. Chuyên gia Joy Hyman nhận xét, ông thường xuyên tiếp xúc với những món đồ lâu đời và quý hiếm, nhưng chai rượu whisky cổ này dường như là duy nhất. Sau cuộc đấu giá trực tuyến hôm 30 tháng 6, với số tiền thu về kỷ lục, chai rượu whisky cổ dự kiến được bên mua mang ra trưng bày. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là chai rượu lâu đời nhất được phát hiện. Năm 1867, trong khi khai quật ngôi mộ từ thế kỷ 4 của một quý tộc La Mã ở gần thành phố Speyer, các nhà khoa học phát hiện bình rượu có niên đại lên tới 1.650 năm. Chiếc bình được cho là sản xuất tại địa phương khoảng từ năm 325 đến năm 350. Dưới đáy bình là lớp chất lỏng trong suốt, phía trên là hỗn hợp màu nâu vàng giống như nhựa cellophane. Bình được hàn kín bằng sáp ong kể từ khi sản xuất tới nay. Đặc biệt là bên trong ngôi mộ chứa bình rượu vàng đặc biệt này còn có hai quách chứa hài cốt của một nam và một nữ. Người đàn ông được cho là một nhân vật có tiếng tăm của La Mã và rất có thể bình rượu này được chuẩn bị cho hành trình lên thiên đường của người đàn ông này. Mặc dù là rất hiếu kỳ, nhưng cho tới nay, không nhà khoa học nào dám mở bình rượu cổ đóng chặt nắp này. Việc mở bình có thể làm hỏng rượu bên trong. Bình rượu cổ có khả năng chưa bị hỏng, nhưng chắc chắn nó không còn ngon và cũng không ai dám thưởng thức. Bát mì cổ đại nhất thế giới. Mì vốn là món ăn rất quen thuộc với chúng ta hàng ngày, với vô số chủng loại, nhưng thật sự không thể ngờ rằng món ăn này lại có lịch sử lâu đời đến vậy các bạn ạ. Vào năm 2005, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra một tô mì 4.000 năm tuổi bị vùi lấp bởi phù sa do trận động đất lớn ở tỉnh Thanh Hải. Những sợi mì này màu vàng, mỏng và dài, được bảo quản hoàn hảo ở bên trong một chiếc bát đậy kín, lật úp được chôn dưới lớp trầm tích dài 3 mét. Sau bao ngày khổ luyện nghiên cứu, các nhà khảo cổ học đã xác định rằng món mì này được làm từ hai loại hạt kê. Một loại là hạt ngũ cốc bản địa của người Trung Quốc và được trồng rộng rãi ở đó cách đây 1.000 năm. Và rất có thể đây là bằng chứng cho thấy người Trung Quốc là những người đầu tiên đã nghĩ ra món mì chứ không phải người Ý như chúng ta đang lầm tưởng. Các bạn ạ, nhắc đến mì gói thì đây được xem là đồ ăn toàn cầu do có hàng triệu người sử dụng mỗi ngày, bất kể tuổi tác, giới tính, quốc gia, dân tộc. Theo thống kê từ Hiệp hội Mì Ăn Liền Thế Giới, giai đoạn từ 2016 đến 2020, Việt Nam xếp thứ 3 trong top 10 nước tiêu thụ mì ăn liền nhiều nhất thế giới, vượt Ấn Độ, đứng sau Trung Quốc và Indonesia. Nhưng sau đại dịch Covid-19, Việt Nam vượt lên đứng đầu thế giới về tiêu thụ mì ăn liền. Không thể phủ nhận rằng, trong ít nhất 2.000 năm nay, mì đã trở thành món ăn phổ biến trên khắp thế giới. Thế nhưng đến nay, nguồn gốc của món mì mà chúng ta ăn hàng ngày này vẫn đang gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng mì được phát minh đầu tiên là ở Trung Quốc, người lại cho là Ả Rập, có người lại cho là Ý. Vậy theo bạn, mì được phát minh đầu tiên ở đâu? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn xuống bên dưới nhé! Bơ ngâm bùn. Bơ hay trong tiếng Pháp còn được gọi là beurre, một sản phẩm được làm từ sữa và kem tươi. Bằng cách đánh bông nguyên liệu hoặc làm với sữa và kem tươi đã lên men, bơ thường được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh lâu nhất là vài tháng. Vậy mà người ta đã phát hiện được một thùng bơ có niên đại lên đến 3.000 năm tuổi. Cụ thể là năm 2009, các nông dân Việt Than ở Ireland đã sửng sốt khi tìm thấy một cục bơ to nặng 34,9 kg
từ một cái thùng gỗ sồi được chôn trong một ao bùn và bị quên lãng suốt 3.000 năm. Được biết thì ở Anh và Ireland thời xưa, việc vùi bơ vào than bùn được xem là cách để bảo quản bơ khỏi các tác động của bên ngoài, ngăn ngừa quá trình phân hủy. Sau 3.000 năm, khối bơ chuyển thành màu trắng và vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí nó vẫn còn có thể ăn được. Tuy nhiên, ăn vào có làm sao không thì không biết. Hiện tại thì cục bơ đã được mang tới bảo tàng quốc gia để cất vào kho, nhằm tránh ai đó giở trò đánh cắp. Bà Carol Smith, nhà bảo tồn Bảo tàng Quốc gia Ireland khẳng định, nó là một bảo vật quốc gia, không ai có quyền xâm phạm nó dù chỉ một mẩu, bởi rất hiếm để tìm thấy một thùng bơ nguyên vẹn với kích thước lớn đến như thế. Bánh trái cây hơn 100 tuổi. Bánh trái cây, hay còn được gọi là fruit cake, một món bánh ngọt mix kèm hạt và các loại trái cây hoa quả khô, thường thấy trong các dịp lễ hội, kỳ nghỉ của người phương Tây. Món ăn này cũng có giá rất đắt, lên tới vài nghìn đô, tương đương với hơn 45 triệu tiền Việt chúng ta. Dù đắt đỏ như vậy, nhưng hạn sử dụng của loại bánh này cũng rất là ngắn. Thế nhưng bất ngờ, một chiếc bánh trái cây đã được các nhà thám hiểm tìm thấy với niên đại hơn 100 năm, nhưng vẫn còn ăn được ở Nam Cực. Theo tìm hiểu thì họ cho rằng, chiếc bánh này đã bị nhà thám hiểm người Anh Robert Vancon Scott bỏ lại trong chuyến thám hiểm đến Nam Cực năm 1910-1913. Được biết thì chiếc bánh này đã ở trong điều kiện bảo quản rất tuyệt vời. Nó được cất cẩn thận trong một chiếc hộp thiếc đã bị ăn mòn, được tìm thấy trong cuộc khai quật túp lều mà Scott đã từng trú ẩn. Cùng với khí hậu khi đó lạnh lẽo thường xuyên, càng khiến cho mọi người ở đây càng thích một chiếc bánh trái cây với hàm lượng chất béo và đường cao. Nhưng điều đáng buồn là nhà thám hiểm Scott đã không có cơ hội để thưởng thức chiếc bánh ngọt ngào này. Ông đã chết vì đói và bệnh tật trong lúc đang cố gắng để trở thành người đầu tiên đặt chân tới Nam Cực vào năm 1912. Phô mai nghìn tuổi trong lăng mộ Ai Cập. Phô mai là một trong những chế phẩm được làm từ sữa và sản phẩm được làm bằng cách kết đông và lên men các sản phẩm sữa, có thể là sữa bò, sữa dê, sữa cừu hoặc các loài thú khác. Sau khi kết đông, phần rắn sẽ được tách ra và nén thành nhiều hình dạng khác nhau, đó chính là phô mai. Có thể bạn chưa biết thì các loại phô mai thượng hạng nhất thường được ủ trong thời gian dài, từ vài tháng cho đến vài năm. Thậm chí có những loại phô mai được ủ tới 18 năm mới mang ra dùng. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với hũ phô mai mà các nhà khảo cổ tìm được trong lăng mộ của Ptolemy. Lăng mộ này là của thị trưởng thành phố Memphis và thống lĩnh quân đội Ai Cập vào thế kỷ 13 trước công nguyên. Lăng mộ Ptolemy được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1885, nhưng không lâu sau đó, nó lại bị nhấn chìm vào sa mạc Sahara. Phải đến năm 2010, các nhà khảo cổ mới một lần nữa tìm ra lối vào của khu vực này. Cuộc khai quật lăng mộ Ptolemy được chia thành nhiều đợt và trong giai đoạn 2013-2014, một chiếc lọ gốm cuốn vải đã được tìm thấy. Bên trong đó, các nhà khảo cổ phát hiện có một khối trắng đặc nghi ngờ là phô mai. Thông thường, các nhà khoa học có thể xác nhận phô mai cổ đại bằng các xét nghiệm phân tích chất béo. Tuy nhiên, mẫu phẩm lần này là một thử thách thực sự đối với họ, bởi lọ gốm đã được giữ trong một hầm mộ kín và khô bên dưới lớp cát dày của sa mạc Sahara. Khu vực này cũng thường xuyên bị ngập lụt khi nước sông Nin dâng lên. Nước và loãng kiềm trong đất tràn vào lăng mộ, trong bình và ngấm vào phô mai đã phá hủy toàn bộ kết cấu chất béo của nó. Không bỏ cuộc, các nhà hóa học đã phát minh ra một kỹ thuật mới để phân tích mẫu phẩm này, gọi là phân tích proteomic. Và cuối cùng, hóa ra chứa trong chiếc bình được tìm thấy trong lăng mộ Ptolemy chính là một loại phô mai. Nó được làm từ sữa bò, dê, cừu và đặc biệt là cả sữa trâu, châu Phi, một loại vật bây giờ không còn được nuôi để lấy sữa. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu Greco cũng tìm thấy các protein của vi khuẩn Brucella melitensis. Đây là một loại vi khuẩn rất nguy hiểm, có thể gây ra bệnh sốt Manta hay còn gọi là sốt Địa Trung Hải. Nó bắt đầu bằng nhiều triệu chứng bao gồm sốt, đổ mồ hôi, đau đầu, đau lưng, suy nhược cơ thể. Nếu không được điều trị, sốt Manta có thể gây tử vong. Loại vi khuẩn này nguy hiểm đến nỗi quân đội Hoa Kỳ đã từng phát triển nó như một vũ khí sinh học trong thập niên 1950.